Chào mừng quý vị đại biểu, quý thầy cô và học sinh đến với chương trình văn nghệ tối đêm nay của trường Trung học phổ thông Ung Văn Khiêm. Và lời nói đầu tiên thay mặt tổ chức xin chân thành cảm ơn quý đại biểu, quý thầy cô và học sinh đã dành thời gian đến tham dự buổi lễ hôm nay. Và để bắt đầu chương trình văn nghệ tối hôm nay, chúng ta hãy cùng thưởng thức một sáng tác của Quốc Dũng, bài hát Điệp Khúc Mùa Xuân với phần trình bày của Tố Trân, Ngô Thúy và Tường Vi. Làm sao gió xuân mang mang cành đào, đẹp làm sao bướm hoa trao tình với nhau. Xuân đến đem vui về mọi nhà, duyên lứa đôi ta tình thầm đà, bước buôn ba gửi lòng lữ khách xa nhà. Và tiếp theo chương trình là một sáng tác của Thanh Sơn, bài hát Xuân đẹp làm sao qua tiếng hát của em Ánh Nguyệt. Thank you.
với một bài hát thật là sôi động. Trong cuộc đời, ngoài gia đình, bạn bè chính là những người gần gũi và dành nhiều thời gian với chúng ta nhất. Nhưng đôi khi trong cuộc sống bận rộn, chúng ta lại vô tình, vô tâm quên mất ý nghĩa thật sự của tình bạn. Kim Anh và Trang Duyên sẽ gửi đến chúng ta bài hát Gọi Tên Tôi Nhé, Bạn Thân Hỡi, sáng tác Vĩnh Tâm. Kính mời quý vị cùng thưởng thức. Người nào ai chân mong mỗi khi đau nhiều hay buồn khó sẽ có lúc khi thấy tâm hồn cần thế chia những kỷ niệm cũ. Bạn tôi ơi xin hãy nhớ đến nhau, tình bạn là khi chúng ta
không tính toán. Một ánh mắt lo lắng khi bạn nhìn thấy tôi mất đi niềm tin. Tình bạn chúng ta thật quý biết bao. Gọi tên tôi nghe bạn thân hãy có tôi luôn cùng chia sớt. Để rồi ta lại có thêm niềm tin. Gọi tên tôi nghe bạn thân hãy lúc cô đơn cần tôi đến. Và tiếp theo chương trình là phần nhảy hiện đại của lớp 11A1 và 11A6. Mm-hmm.
được cảm ơn những tiết mục vừa rồi. Và rõ ràng với những tiết mục vừa rồi, chúng ta thấy là học sinh trường Trung học phổ thông Ung Khiêm rất là tài năng. Và kính thưa quý vị, xuân đã về đâu đó trên khắp phố phường, không chỉ ở phố phường mà đâu đó trên mỗi làng canh, trên mỗi cánh đồng, trên mỗi làng quê, xuân cũng đã về. Và hòa chung không khí của ngày Tết đến xuân về, hôm nay thầy và trò trường Trung học phổ thông Ung Khiêm chúng tôi tổ chức đêm văn nghệ với chủ đề Xuân họp mặt, xuân sẻ chia, và đó cũng là lý do đêm chương trình cũng ra ngày hôm nay. Về dự đêm văn nghệ ngày hôm nay, đại diện nhà trường xin được giới thiệu sự tham gia của các quý đại biểu, quý thầy cô. Đầu tiên, về lãnh đạo nhà trường xin được giới thiệu thầy Nguyễn Đức Trực, hiệu trưởng nhà trường. Thầy Nguyễn Đức Đủ, phó hiệu trưởng nhà trường. Thầy Quỳnh Bảo Toàn, phó hiệu trưởng nhà trường. Và thầy Võ Văn Hộ, phó hiệu trưởng nhà trường. Về đại biểu xin được trân trọng giới thiệu ông Quỳnh Văn Ghi, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Long Kiến. Ông Võ Hoàng Công, giám đốc Viettel Chợ Mới. Ông Tống Nghiên Cứu, phó chủ tịch Hội phụ huynh học sinh trường Trung học phổ thông Ung Văn Khiêm. Thầy Đặng Văn Ẩn, phó chủ tịch Hội khuyến học xã Long Kiến. Và cũng xin được giới thiệu ông Nguyễn Tấn Phong, phó chủ tịch Hội phụ huynh học sinh trường Trung học phổ thông Ung Văn Khiêm. Và ngoài ra, chúng tôi cũng nhận thấy sự góp mặt đông đủ của quý thầy cô, quý học sinh, và đặc biệt là sự tham gia rất là nhiệt tình của rất là đông quý vị khán giả. Và đã sẵn ra không cho một tràng pháo tay đi ạ. À. Và tiếp theo đây, kính mời thầy Nguyễn Hữu Trực, hiệu trưởng nhà trường, trưởng ban tổ chức sẽ có lời phát biểu trong ngày hôm nay. Kính thưa quý vị đại biểu, quý vị phụ huynh học sinh, kính thưa quý thầy cô giáo, các đồng chí cán bộ, công nhân viên trong nhà trường cùng toàn thể các em học sinh thân mến. Hôm nay, trong không khí tưng bừng phấn khởi của cả nước với những hoạt động thiết thực thi đua lập thành tích chào mừng 88 năm ngày thành lập Đảng, ngày 3 tháng 2 năm 1930, 3 tháng 2 năm 2018. Chào mừng Xuân Mậu Tuất năm 2018 được sự quan tâm của Đảng, các cấp chính quyền, sự đồng tâm nhất trí của cán bộ, giáo viên, cán bộ nhân viên của nhà trường và các em học sinh đã thực hiện. Kính thưa quý vị đại biểu, quý vị khách quý, với chủ đề Mừng Đảng Mừng Xuân Mậu Tuất năm 2018, hôm nay trường Trung học phổ thông Ung Văn Khiêm long trọng tổ chức đêm văn nghệ nhằm ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, ca ngợi đất nước trên con đường đổi mới phát triển. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa quý vị khách quý, kính thưa quý thầy cô giáo và quý phụ huynh học sinh và các em học sinh thân mến. Lời đầu tiên, cho tôi thay mặt hội đồng sư phạm nhà trường, tôi xin gửi đến quý vị đại biểu, quý vị khách quý, các bậc phụ huynh học sinh, quý thầy cô giáo và các em học sinh lời chào trân trọng nhất. Kính thưa quý vị đại biểu, văn hóa văn nghệ là một hoạt động cần thiết và bổ ích, vì thông qua những lời ca, tiếng hát, điệu múa giúp các em học sinh phát triển được những kỹ năng hoạt động, kỹ năng văn hóa, văn nghệ, đặc biệt sẽ mang đến cho các em môi trường học tập thân thiện, tích cực. Mỗi ngày đến trường là một niềm vui, đồng thời hoạt động này còn mang ý nghĩa lớn lao hơn nữa là giáo dục toàn diện cho học sinh, hỗ trợ cho việc tiếp thu kiến thức, thể hiện được truyền thống yêu quê hương đất nước, lòng biết ơn Đảng và Bác Hồ kính yêu. Năm học 2016-2017, trường Trung học phổ thông Ung Văn Khiêm đạt danh hiệu là trường tiên tiến, phát huy truyền thống của nhà trường năm học 2017-2018. Thầy trò trường Trung học phổ thông Ung Văn Khiêm quyết tâm thực hiện xuất sắc nhiệm vụ năm học, góp phần đưa sự nghiệp giáo dục của xã hội phát triển. Đến nay đã được thực hiện là 2/3 chặng đường và có nhiều kết quả tốt đẹp, với phương châm mỗi thầy cô giáo là một tấm gương tự học và sáng tạo, giáo khí viên không ngừng nâng cao chuyên môn, tự bồi dưỡng, trao đổi kinh nghiệm trong đồng nghiệp, tham gia các hội thi với tinh thần sáng tạo để nhằm mục đích giúp cho học sinh trường Trung học phổ thông Ung Văn Khiêm ngày càng có nhiều học sinh giỏi xứng đáng với trò ngoan, trò giỏi.
sau này sẽ là cống hiến cho quê hương đất nước. Được những thành tích đó là nhờ sự lãnh đạo chỉ đạo của Sở Dục và Đào tạo An Giang, của các cấp chính quyền địa phương, đặc biệt là sự hỗ trợ của quý phụ huynh học sinh. Thay mặt cho ban tổ chức, tôi xin chân thành cảm ơn quý đại biểu, quý vị khách quý, quý bậc phụ huynh học sinh, quý mạnh thường quân và các doanh nghiệp đã đến cổ vũ và hỗ trợ, tạo điều kiện cho chúng tôi thực hiện tốt đêm văn nghệ. Đối với những diễn viên trẻ thì không chuyên, thời gian tập luyện cũng không nhiều nên không khỏi sự thiếu sót. Kính mong quý vị đại biểu, quý vị khách quý, quý phụ huynh học sinh niệm tình tha thứ. Kính thưa quý vị đại biểu, với những ý nghĩa đó, một lần nữa kính chúc quý vị đại biểu, quý vị khách quý, quý thầy cô giáo và các em học sinh hạnh phúc. Chúc cho diễn viên chúng ta múa thật dẻo, hát thật hay để đêm văn nghệ thành công tốt đẹp. Tôi xin tuyên bố khai mạc hội diễn văn nghệ mừng Đảng mừng Xuân Mậu Tuất năm 2018 của trường Trung học Ung Văn Khiêm. Xin trân trọng kính chào. Xin mời thầy Nguyễn Trung Trực. Và một thành phần không thể thiếu trong đêm văn nghệ ngày hôm nay đó là thành phần ban giám khảo. Và chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu thầy Võ Văn Hộ, trưởng ban, thầy Lê Văn Tâm, thành viên, cô Quỳnh Thị Mỹ Hà, thành viên, cô Nguyễn Châu Giang, thành viên và cô Võ Thị Mỹ Dung, thành viên. Và cũng xin mời ban giám khảo chúng ta bước lên phía trên để chụp hình cùng với ban tổ chức ạ. Và xin được cảm ơn quý thầy cô ạ. Và kính thưa quý vị, một điều chúng tôi muốn chia sẻ thêm, ngoài các hoạt động là chào mừng Xuân Mậu Tuất 2018 thì các hoạt động văn nghệ đêm nay cũng sẽ quay một cái phần gọi là quỹ để hỗ trợ những học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Và đây sẽ là một phần nhỏ để các em có một niềm vui nho nhỏ để chuẩn bị đón Tết. Và cũng một tiết lộ từ ban tổ chức đó là ngoài những phần ca, hát, ảo thuật, xiết, đóng kịch thì chúng ta cũng có một phần gọi là bốc thăm may mắn. Những cái phần vé mua của quý vị sẽ được bỏ vào cái thùng và chúng ta sẽ có ít nhất 3 lần bốc thăm. Và phần thùng quà thì quý vị sẽ lên tự chọn ạ. Chúng ta chuẩn bị rất nhiều phần quà và giá trị là dưới 2 tỷ ạ. Và hy vọng là rất là nhiều khán giả sẽ được nhận những phần quà giá trị đó. Tôi cho sức lại, phần quà là dưới giá trị là dưới 2 tỷ. Đây là lần bốc thăm đầu tiên và ai sẽ là người may mắn đây ạ? Đầu tiên xin được chúc mừng khán giả Nguyễn Triệu Thu Liễu 12A1. Quà thì em sẽ tự chọn. Rồi trong kia cũng được. Đây nè, đây nè. Rồi một lần nữa xin được chúc mừng em Thu Liễu. Quý vị, thời gian gần đây cộng đồng mạng đã phát sóng với MV Sống do sinh viên trường Y Phạm Ngọc Thạch thể hiện. Và tính đến hiện nay trên mạng YouTube đã có hơn 160.000 lượt và hàng trăm lượt theo dõi trên mạng xã hội. Và MV đó sẽ được tái hiện trên sân khấu này qua phần trình bày của top nam nữ đến từ lớp 12A1. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
yêu nhau. Không anh nhớ bờ và ngày đêm không ngủ cũng như anh nhớ em trong mơ mà không đủ. Thôi đời này còn dài lắm nhưng nó hay đã đi xa. Như bên trên phong hồng và đang mơ mong còn bên trên thì vẫn cứ bay. Không bắt đầu từ đó, vậy thì sao bắt đầu từ đâu? Ừ anh cũng chẳng biết nữa từ khi nào ta đã yêu nhau. Dẫu tôi về phương Bắc hay số phương ngược về phương Nam. Ở nơi nào em cũng nghĩ chỉ muốn anh một phút mà thôi mà thôi mà thôi. Trong đầu tôi tự do, giờ đặt đầu từ đâu. Cũng không thể biết đi đâu ta đã yêu nhau. Sau khi giờ đầu sau, sao còn được chuyện lại nữa. Giữa bóng chung cạnh cho sống có đến mai mà. Từ và sống ngày em đã mất tiếng gọi bà. Điều chúng tôi muốn chia sẻ thêm, tiết mục vừa rồi là một bài hát được phổ từ thơ của Xuân Quỳnh, bài thơ tên là Sống. Và rõ ràng tình yêu luôn là điều kỳ diệu mà con người luôn luôn khao khát khám phá và chinh phục nó. Và thưa quý vị, An Giang nói riêng và đồng bằng sông Cửu Long nói chung, ngoài người Kinh thì ra còn có người Chăm, người Hoa và người Khmer. Đặc biệt với người Khmer, họ thường gắn liền với chùa chiền và một trong những lễ hội rất là độc đáo của Khmer. Và hôm nay trên sân khấu này chúng ta hãy cùng thưởng thức lễ hội Ốc Bông Bóc. Và đây là một phần đặc biệt, các em lớp 10A10 sẽ đến với chúng ta với một phần biểu diễn bằng múa gáo dừa. Và hãy cùng tôi tham gia lễ hội Ốc Bông Bóc nhé.
hết chương trình là một bài hát của Quỳnh Hiển Năng, bài hát Đường Về Quê, quên với hát của em Minh Nhật. Đường về quê thấy sao trong lòng vui ghê, ngồi trong gió ngó xa phố. Đường về quê thấy ơi hoa toàn là hoa, một năm mới đang về. Thấy vui trong lòng giáng xuân mơ mộng, cánh chim bay về tổ ấm. Tết nay con lại đến bên cha mẹ, cánh hoa mai nở sau hè. Đường về quê thấy sao trong lòng vui ghê, đường về quê tuổi thơ. Đường về quê thấy sao trong lòng vui ghê, đường về quê xa đình. Nhớ đêm giao thừa mẹ dắt con đi chùa, cầu chúc năm nay nhà mình an vui. Pháo hoa tương bừng khắp nơi vui mừng, mùi bánh chưng xanh tỏa thơm lừng. Thấy mình còn may mắn, chúc anh trai này sẽ mau sớm vầy, Tết năm nay cười hay hay. Kìa đang xa dáng quê mỉm cười cho tôi, hay bác Tài cho con xuống đây nha. Và tôi xin chúc cho mọi người xung quanh một năm mới an lành. Chúc cho ông bà, chúc cho anh chị Tết năm nay thật nhiều may mắn. Chúc cho muôn người sẽ luôn vui cười, bé ngoan thêm nhiều điểm mười. Đường về quê thấy sao trong lòng vui ghê, đường về với tuổi thơ. Đường về quê thấy sao trong lòng vui ghê, đường về với gia đình. Nhà đêm giao thừa mẹ dắt con đi chùa, cầu chúc năm nay nhà mình an vui. Bao tương bừng khắp nơi vui mừng, mùi bánh chưng xanh tỏa thơm lừng. Đường về quê thấy sao trong lòng vui ghê, đường về với gia đình. Đường về quê thấy sao trong lòng vui ghê, đường về với gia đình. Và tôi xin chúc cho mọi người xung quanh một năm mới sớm vầy. Kính quý vị, trang phục ngoài nhu cầu phật chất, nó còn hiện tính văn hóa. Và đêm nay tại sân khấu này, chúng ta hãy cùng xem những sắc màu dân tộc. Bởi vì Việt Nam có tất cả 54 dân tộc anh em. Và ngày hôm nay tại sân khấu này, chúng tôi sẽ đưa đến quý vị những trang phục của không đủ 54 dân tộc, nhưng nó sẽ là một phần để chúng ta hiểu thêm về trang phục của dân tộc. Và đặc biệt hơn nữa, phần trình diễn này không phải là những người mẫu chuyên nghiệp, mà đó là những học sinh của chúng tôi, những học sinh khối 10, khối 11 và khối 12. Và còn chơi gì nữa, chúng ta không cho một tràng pháo tay để chào mừng các người mẫu chúng ta đi ạ. Đầu tiên là trang phục dân tộc ED với hai người mẫu Tường Vi và Hữu Phước lớp 11A8. Theo truyền thống, trang phục người ED thường là màu đen hoặc màu chàm, trên đó có những họa tiết hoa văn sặc sỡ.
đồng bào dân tộc Ê Đê rất thích dùng các đồ trang sức bằng bạc, đồng hay hạt đường. Và chúng ta đang xem phần biểu diễn trang phục người Khmer với hai người mẫu Quốc Thanh và Kiều Anh lớp 11A5. Điểm nổi bật trên trang phục của người phụ nữ Khmer là đính hạt đường và kiếp ra lấp lánh. Trong những ngày lễ Tết, người Khmer thường diện trang phục chủ yếu là màu vàng. Người mẫu Cẩm Phương và Vũ Luân lớp 12A9 sẽ trình diễn bộ trang phục của người Chăm. Trang phục Chăm chủ yếu là áo. Trong các ngày lễ hội, họ thường mặc áo với gam màu đậm như đỏ, xanh, vàng. Và ngoài mục đích để trang trí, diễn đạt cái đẹp của thiên nhiên, con người thì màu sắc trong trang phục của người Chăm còn hiện tính phong thuận. Một dân tộc Mana được trình diễn với hai người mẫu Văn Trọng và Nhí lớp 11A7. Nghệ thuật trang trí của người Mana rất phong phú và độc đáo, thể hiện trên các loại hoa văn họa tiết sống động. Người Mana thường sử dụng các màu đen, đỏ, trắng tạo ấn tượng mạnh mẽ. Và điểm độc đáo của người Mana đó là họa tiết đối xứng, phản ánh quan điểm về vũ trụ, về triết lý âm dương, trời đất và lấy thiên nhiên làm hình mẫu. Trang phục truyền thống của người Dao Đỏ ở Việt Nam gồm khăn, mũ, áo, quần và thắt lưng. Trang phục của người Dao Đỏ không chỉ thể hiện tính cần cù, nhẫn nại, bàn tay khéo léo, trí tưởng tượng phong phú. Và nó được thể hiện với bố cục tương đối hài hòa. Và trang phục người Dao Đỏ đang được trình diễn với hai người mẫu Anh Cơ và Diệu và Thị Diệu lớp 10A9. Trang phục phụ nữ Thái khá thanh hoát, tôn lên vẻ đẹp dịu dàng của người con gái Thái. Trang phục truyền thống gồm có váy. Phần chân váy được thêu họa tết thổ cẩm cầu kỳ. Và người mẫu Thành Nam Mộng Quỳnh lớp 12A1 đang trình diễn cho chúng ta trang phục của người Thái trắng. Đi kèm với váy áo thắt lưng là khăn biêu được theo đồ biểu tượng của người phụ nữ Thái. Và hiện nay trên sân khấu là hai người mẫu Văn Luân và Tự Nhiên lớp 10A4 với trang phục của người Dao. Điểm đặc biệt, trong trang phục người Dao đó là khăn quấn đầu dài hơn 1 mét, được thêu nhiều hoa văn sặc sỡ. Trường Vũ và Mạnh Khương 139 sẽ có một phần biểu diễn hôm nay với trang phục người Bru Phong Kiều. Người Ru chưa kia tập trung sinh sống tại vùng Trung Lào. Sau những biến động của lịch sử, họ phải di cư đến đất nơi. Một số đi sang Thái Lan, một số hướng đông cư sang hướng đông và tụ cư tại khu vực miền Trung gồm các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế. Và màu sắc chủ đạo cũng là màu đỏ với nhiều họa tiết sặc sỡ. Baku là một dân tộc thiểu số, hiện nay có hơn 50.000 người sống trên dãy Trường Sơn, tập trung ở tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. Trang phục của người Baku đang được trình diễn với hai người mẫu Kim Long và Phượng Mai 12A2. Tổng số dân Việt Nam, người Kinh cư trú khắp các tỉnh và đông nhất là vùng đồng bằng thành thị.
trang phục chúng ta đang xem là trang phục của người Kinh vùng Bắc Bộ với áo dài tứ thân. Và hai người mẫu lúc 10:08 Thái An và Trắc Huyền. Tiếp theo là trang phục của người Mường với phần biểu diễn của hai người mẫu Kim Ngân và Thành Quân lớp 11A3. Nữ phục của dân tộc Mường thường khá đơn giản nhưng không kém phần độc đáo. Trang phục Mường không cầu kỳ nhưng vô cùng thanh thoát. Họ có quan niệm riêng về thẩm mỹ, về cái đẹp. Nó hiện ngay trên bộ trang phục truyền thống. Dân tộc Khơ Mú không phát triển nghề dệt vải nhưng thường mua quần áo và váy có sẵn của người Thái về để mặc, cho nên trang phục của người Khơ Mú có nhiều điểm tương đồng với người dân tộc Thái. Và hiện nay sân khấu là hai người mẫu Trúc Tung và Tuấn Anh lớp 12A4. Dân tộc khác vùng đất Tây Nguyên, trang phục của người Crow là sản phẩm thủ công truyền thống với sự khéo tay, óc thẩm mỹ được chuyển giao qua nhiều thế hệ. Trong trang phục truyền thống, người đàn ông Crow tốt lên vẻ đẹp của cơ thể vạm vỡ, khỏe mạnh, khoan giả, phụ nữ duyên dáng, mềm mại và uyển chuyển. Dân tộc Hơ Mông có trang phục truyền thống có sức cầu kỳ và sặc sỡ, thường được làm bằng vải lanh với nhiều sắc màu đỏ bọc cùng hoa văn đa dạng cầu kỳ. Và hiện nay trên sân khấu là hai người mẫu Chấm Văn và Huyền Trang 12A7. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nhìn ngắm lại 15, 14 cặp. Rõ ràng với những bước chân rất là uyển chuyển, các người mẫu của chúng ta cũng không kém phần chuyên nghiệp. Và đó là lần đầu tiên các em đứng lên sân khấu, nhưng rõ ràng đó cũng là một phần mấy em tập luyện rất là gian nan. Và qua những phần trang phục vừa rồi, chúng ta sẽ hiểu rõ hơn về sắc phục của các dân tộc.